Thác Canning đã có tên trên bản đồ. Nó có hai dòng xếp chồng lên nhau thành từng lớp. Nhưng đối với những người thành thạo, đây chỉ là một điểm dừng. Hy vọng là thác này bắt nguồn từ một dòng thác khác chưa có tên trên bản đồ. Tôi không nghĩ nó lại lớn như thế này. So với Niagara, tôi thích thác này hơn một chút. Đầu tiên chúng ta sẽ đo góc. Một thác nước vốn là một bí mật sẽ được báo lại với nhà chức trách, nhưng chắc chắn nó sẽ vẫn vô danh. Không ai biết về các chị em khác của Niagara dọc theo vách núi đó. Đối với tôi, một vài ngọn thác nhỏ này cũng đẹp không kém Niagara. Bạn có thể đến gần và cảm nhận cảm giác tuyệt vời ở từng thác. Phân tử nước khi bốc hơi bị biến đổi, các electron nhảy từ nguyên tử này sang nguyên tử khác. Những ion âm thừa điện tích này có rất nhiều ở khu vực thác nước, và theo lý thuyết, chúng làm cho người ta mê say. Nhưng tất nhiên, đối với các du khách đến với Niagara, lời giải thích này là không cần thiết. Đáng buồn là dòng thác cũng là điểm đến của những người buồn chán. Trung bình, mỗi tuần ở Niagara lại có một vụ tự tử. Có thể thành công hoặc cũng có thể được kịp thời ngăn lại. Mỗi năm, cơ quan thực thi pháp luật của Canada và Mỹ đều tiến hành khoảng 20 cuộc cứu trợ hỗ trợ lẫn nhau. Khe núi Niagara là một kỳ quan địa lý, nhưng đó cũng là một vực sâu nguy hiểm. Tout le monde cherche à s'approcher au maximum du bord, et de temps en temps, il arrive que quelqu'un aille trop loin et glisse. Alors on nous appelle et c'est à nous de le sortir de là. La patrouille du sergent Moriarty a une devise. Khu vực mà trung sĩ cảnh sát Pat Moriarty tuần tra lại nằm theo phương thẳng đứng. Đó là khe núi lởm chởm đá cao 90 mét ở hẻm núi Niagara. Quotidiennement sur le terrain pour être prêt en toutes circonstances. Niagara là một cuộc chiến giữa đá và nước. Để du khách có thể tận hưởng chuyến tham quan, người ta phải nỗ lực rất nhiều. Và những gì du khách cho là đẹp thường là báu vật với khoa học. Kettinger vẫn không bỏ cuộc. Anh đã tìm được một cách mới để đo đạc thung lũng Niagara. Chiếc thuyền có thể đi lại dễ dàng trên dòng nước này là thuyền du lịch. Thác gành sẽ không thể ngăn cản Tinh Lơ thăm dò độ sâu bởi anh đã có một vài động cơ rất khỏe giúp đỡ. Kế hoạch rất đơn giản. Nếu ánh sáng không thể xâm nhập vào dòng nước Niagara, biết đâu âm thanh lại có thể. Chính xác hơn là sóng siêu âm. Chúng tôi sẽ đi từ phiến đá bên phải này đến chỗ hai tảng đá đằng kia.
Họ sẽ đi qua đi lại để thăm dò một đoạn sông. Để giữ đúng vị trí, thuyền sẽ phải di chuyển với tốc độ ổn định khoảng 32 km một giờ. Khi họ từ tốn đi trên mặt nước, bức tranh bắt đầu hiện rõ. Chúng tôi đã có tín hiệu từ đáy sông. Đây là một sự kiện quan trọng. Lần đầu tiên chúng ta chạm đến được đáy sông. Có dấu hiệu nhận biết địa hình dưới đó. Lấy được những thông tin đó từ con sông và dựng thành một bức tranh toàn cảnh để nghiên cứu là cả một bước tiến lớn. Với một biểu đồ nguệch ngoạc, quá khứ của Niagara được hé mở phần nào. 8.000 năm trước, khi thác di chuyển qua thung lũng, nó chỉ mang theo nước của một trong năm hồ lớn. Lưu lượng chỉ bằng 10% lưu lượng hiện nay, bằng chứng cho thấy điều đó chính là những vệt gợn sóng cổ trong lòng sông. Bị tước đi sức mạnh, dòng nước không thể cuốn trôi những mảnh vụn trong lòng sông. Thác chỉ còn là một tấm rèm nước thưa, bị dồn nén và gần như không thay đổi gì trong suốt nửa cuộc đời. Đó là lần đầu tiên thác Niagara vĩ đại trông chênh. Nhưng đó không phải là lần duy nhất thác chỉ sử dụng một phần lưu lượng nước. Ngày nay, con sông được chuyển hướng đến hai nhà máy thủy điện, cung cấp điện cho gần như toàn bộ vùng bờ biển phía đông Bắc Mỹ. Có thể bạn không biết, Bill Hughie là một trong những người rất quyền lực bởi ông quản lý việc kiểm soát kỳ quan thiên nhiên vĩ đại nhất thế giới. Trạm điều khiển đập quốc tế được thiết kế để giữ lại một phần nước sông Niagara và nước chảy xuống thác. Một phần nhiệm vụ của con đập là bảo tồn thác. Tấm mặt nước sẽ được trải đều hơn và giảm bớt lượng nước ở thác cũng có thể làm cho thác thoái lui chậm hơn. Từ đây, Bill Hughie có thể mở được cửa tháo nước. Đó là một tình huống có lợi cho cả đôi bên. Con người có điện năng, còn Niagara kéo dài được tuổi thọ. Un de mes contremaîtres explique que nous sommes restés des enfants qui ont un superbe jouet dans les mains. Les hommes ont donc fini par dompter le Niagara. Khi không có đủ nước để cuốn trôi những mảnh vụn và bùn đất, đá sạt lở đã lấp cao bằng nửa lòng sông. Ngọn thác như đã sẵn sàng chết và cạn dần để lộ ra những gành đá trơ trọi, giống như ở thung lũng Niagara. Trong lúc người Mỹ bắt đầu đặt chân lên mặt trăng, họ cũng tiến hành một công việc khác. Dòng thác sẽ bị chặn lại để người ta tìm cách cứu nó. Cắt ngang con kênh rộng 180 mét, cung cấp nước cho thác. Một con đập được xây lên. Dòng nước với tốc độ 50 km một giờ từng bị cản lại, rồi chỉnh hướng về thác Canada. Ngày 12 tháng 6, khi mặt trời mọc, người ta đứng lặng, chứng kiến cảnh tượng thác Mỹ không còn. Trong 5 tháng tiếp theo, các kỹ sư xử lý lòng sông chở đá. Niagara trở thành một phòng thí nghiệm thẳng đứng trị giá nửa triệu đô la.
Nước được dẫn xuống để tránh phiến nham bị khô và nứt. Mẫu vật được khoan ra. Các nghiên cứu được tiến hành vì sự cân bằng mong manh giữa đá và những vết nứt khiến dòng thác yên ắng như vậy, dự đoán về một sự sụp đổ sắp xảy ra. Và những biện pháp phòng ngừa được thực hiện để đảm bảo an toàn cho công trường. Cuối cùng người ta xác định rằng ca phẫu thuật mặt thác sẽ tốn khoảng 10 triệu đô la mà không ai dám chắc nó sẽ tồn tại được trong bao lâu. Ngày 25 tháng 11, công cuộc hồi sinh thác bắt đầu. Giải thoát dòng nước cần đến sự khéo léo. Dans la nuit, le Niagara libéré s'est à nouveau jeté du haut de la falaise américaine. Tôi không cho rằng thác là một điều xấu. Nó không chỉ là một tượng đài, nó còn là một tượng đài di động đang trong quá trình tự hủy diệt chính mình. Tôi nghĩ rằng để du khách thấy được những thay đổi đó cũng tốt. Tôi không muốn hai dòng thác nhập lại vào một chỗ. Thực tế là qua hai thế hệ, không ai thực sự nhìn thấy Niagara như một thực thể toàn vẹn. Người ta chỉ nhìn thấy một nửa ngọn thác. Câu hỏi đặt ra là, có bao giờ chúng ta sẽ chẳng thấy thác nữa không? Trong khoảng 2.000 năm, thác Mỹ sẽ mất đi đầu tiên, khi mực nước giảm dần và dừng lại hẳn. Thác móng ngựa sẽ ăn dần về phía sau, và có thể sau 15.000 năm nữa sẽ di chuyển 6 km ngược dòng đến một lòng sông mềm mại hơn và tàn lụi. Tôi nghĩ rằng mỗi người làm việc ở đây đều tìm thấy niềm vui khi hoàn thành công việc. Chúng tôi giống như quản gia của ngọn thác, nhưng cuối cùng nó vẫn phụ thuộc vào tự nhiên và chúng ta không thể can dự được. Thỉnh thoảng bạn sẽ dừng lại, ngắm nhìn nó và nhận ra rằng nó thật đẹp. Không phải ai cũng được làm việc ở một nơi đẹp như thế này, được nhìn thấy nó hàng ngày, được ở đó quanh năm.